Tiếp tục là một vụ trộm xe ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương do dựng xe hớ hình ngoài đường rồi vào quán, một nạn nhân đã bị kẻ gian trộm mất chiếc xe SH giá trị chỉ trong chớp nhoáng. Từ diễn biến camera an ninh cho thấy, lúc này tại một quán ăn gần mặt đường, nhiều xe cộ qua lại, chiếc SH màu trắng giá trị được dựng phía trước. Hai đứa tượng chạy xe máy ngang phát hiện, một tên chạy xe áp sát, gian cảnh che chắn đánh lạc hướng mọi người để đồng bọn bẻ khóa xe rồi cả hai tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của chủ xe và mọi người xung quanh đây là thực trạng báo động sự liều lĩnh của các đối tượng có vẻ chủ xe đã trả một cái giá quá đắt cho thua bún của mình bên cạnh đó cần phê phán việc dừng xe máy lấn chiếm lòng lề đường của quán này